Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admin Kha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành đánh giá cái chiếc Mi Band 8 sau một khoảng thời gian trải nghiệm rất là dài. Đến bây giờ là cũng khoảng là hơn một tuần rồi. Với một cái chiếc Mi Band 8 như thế này thì mình cũng là người đã từng trải nghiệm qua cái chiếc Mi Band 7 rồi, thì thấy rằng là nếu như mà so với lại Mi Band 7, thiết kế của Mi Band 8 nó đẹp hơn và nó sang trọng hơn rất nhiều. Cái điểm mà mình thích nhất ở đây đó chính là về cái phần viền này này. Đấy, cái phần viền bao quanh cái màn hình đây nó sẽ là làm theo kiểu là dạng bóng, nên là cảm giác nó sẽ sang trọng hơn, thay vì việc là chúng ta sẽ phải kiểu có một cái dây bao quanh như là trên cái chiếc Xiaomi Band 7. Đây cũng là được xem như là một cái form thiết kế mới rồi các bạn nhé. Và nó có một cái nút để chúng ta có thể ấn vào và lấy dây ra cực kỳ dễ dàng như thế này. Còn về cái phần viền mặt trước ấy, thì cái phần viền đen này cạnh dưới nó sẽ vẫn hơi dày các bạn nhé. Mình nghĩ rằng là chắc tới thế hệ Mi Band 10 mà cái viền nó mỏng đều thì nó sẽ phải gọi là hoàn hảo đó cô nào. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nếu mà xét so với lại những cái đối thủ khác thì rõ ràng là cái chiếc Xiaomi Band 8 này vẫn là có một cái thiết kế rất đẹp, rất sang trọng rồi. Toàn bộ cái trọng lượng của cái chiếc Mi Band 8 này nó chỉ là 27g, cho nên là khi mang ấy, nó rất là nhẹ nhàng, nó không có bị cắn, nó không có vướng víu, nó không có bị nặng tay. Và cái viền kính màn hình trên cái chiếc Mi Band 8 này thì nó sẽ sử dụng là cái dạng kính cường lực và nó được bo cong 2.5D, cho nên cái cảm giác vuốt từ cạnh viền vào nó rất là dễ chịu luôn. Với một thiết bị có kích thước màn hình bé như thế này thì việc mà chúng ta hay vuốt từ cái phần viền vào ấy là điều mà hiển nhiên, gần như là xảy ra mọi lúc mọi nơi khi mà chúng ta thao tác. Về cái phần mặt đồng hồ ở trên cái chiếc Mi Band 8 này thì nó có một cái số lượng cũng rất là lớn, lên tới là 200 mặt cơ, cho nên là mình cũng rất là dễ dàng mà tìm được một cái mặt đồng hồ mà nó ưng ý với mình. Ở phía mặt dưới thì nó cũng sẽ có cái sự khác biệt một tí về mặt gọi là thiết kế cảm biến. Mình không biết là cái chất lượng cảm biến nó có được nâng cấp hay hơn hay không, nhưng mà với cái việc là cái cảm biến phía bên dưới này của cái chiếc Xiaomi Band 8 ấy, giờ đây nó đã ít lồi hơn. Kèm với đó, cái độ sáng màn hình trên cái chiếc Xiaomi Band 8 này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 600 nits, nó cũng nhỉnh hơn một tí so với lại Mi Band 7. Và được cái nữa là nó có cái tính năng on way on display. Tính năng này thì nó cũng là sẽ là một cái tính năng nó tự động để mà nó tối ưu, nó tiết kiệm pin. Nếu như mà các bạn tháo cái chiếc Mi Band 8 này ra, các bạn không đeo nữa thì lập tức cái tính năng on way on display nó cũng sẽ tắt luôn. Đấy, còn khi chúng ta mang vào thì nó mới hiện lên. Và nó còn có cái tính năng đó chính là độ sáng tự động. Trên Mi Band 7 là không có đâu các bạn nhé. Với tính năng độ sáng tự động này thì nó sẽ tự động là cân chỉnh độ sáng để mà nó tối ưu, nó tiết kiệm pin, phù hợp với lại cái ánh sáng của môi trường bên ngoài. Đấy, nhiều lúc mà để cái độ sáng cứng ấy, thì các bạn lưu ý rằng là nhé, trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng mà ở trong bóng tối chẳng hạn, đã khóa mức độ sáng như thế thì khi mà chúng ta bật lên nó rất dễ là bị chói, tại vì chúng ta đã set để mà xem rõ ban ngày thì ban đêm là sẽ nhìn thấy rất khó chịu. Mà nếu như mà đã set cho ban đêm thì ban ngày nó lại cực kỳ khó chịu, và nó tự động điều chỉnh rất là nhanh các bạn nhé. Cái độ trễ của nó mình thấy là nó vừa phải, nó hài hòa, nó dễ chịu. Còn về cái trải nghiệm của giao diện các thứ này kia thì giờ đây nó đã có tần số quét là 60Hz, rất là mượt mà luôn các bạn nhé. Nó cho mình một cái cảm giác vuốt như là trên một cái thiết bị đeo tay đắt tiền vậy các bạn ạ, 60Hz cơ mà. Và với tần số quét 60Hz như thế này, nhiều bạn sẽ sợ rằng là pin của Mi Band 8 nó sẽ khá là yếu đó cô nào, nhưng mà thực tế không phải đâu các bạn ạ. Con này ấy mà dùng phải gọi là bật hết tất cả những tính năng theo dõi các thứ này kia, bật luôn on way display, bật nói chung là bật những cái gì có thể bật thì con này nó vẫn có thể trụ lên đấy là một tuần. Đấy, thì như thế này thì nó phải gọi là hết nước chấm rồi, không có gì để chê cả. Phong chữ cái thứ này kia thì tại vì đây là phiên bản quốc tế, phiên bản chính hãng, cho nên là nó sẽ có chúng ta là chữ tiếng Việt rõ ràng. Nhưng có một điểm mình chưa hài lòng lắm, đó chính là ở cái khoảng mà đọc tin nhắn các bạn ạ. Đọc tin nhắn đến thì thứ nhất là khi mà chúng ta kết nối với lại những thiết bị như là iPhone thì nó sẽ không hiển thị được biểu tượng ứng dụng nào nó gửi đến, mà nó chỉ hiển thị mỗi biểu tượng chung là tin nhắn thôi, hơi khó chịu. Android thì vẫn có thể hiển thị là Zalo, Facebook, Messenger bình thường, nhưng đối với lại iPhone thì nó không được. Chưa kể là về cái phần phông chữ ấy, bảo là đọc được tiếng Việt là đọc được, nhưng mà nó cảm giác nó vẫn bị lỗi các bạn ạ. Đặc biệt với những cái ký tự mà nó có dấu rồi đó, dấu nặng, dấu hỏi, dấu ngã rồi đó, thì nó sẽ kiểu nó bị thu nhỏ lại và trong nó cũng không đồng bộ tổng thể với lại một cái phông chữ ở trên cái chiếc Mi Band 8 này. Về cái giao diện thì phông chữ tiếng Việt nó hiển thị rất là bình thường, nhưng mà về cái phần đọc tin nhắn thì không hiểu sao là nó có cái chữ to chữ nhỏ như thế. Và chưa kể là về phần giao diện thì mình cũng muốn góp ý thêm, đó chính là nếu như mà Mi Band 8 trong thời gian sắp tới họ cập nhật thêm một cái phông chữ cho cái phần viền chữ ấy, nó dày ra một tí, tại vì nó hơi mỏng, cho nên trong quá trình mà kiểu nhìn ngoài trời đôi khi là nó hơi khó nhìn một tí.
Còn về những cái tính năng khác, ví dụ như là chuẩn kháng nước 5 ATM thì cũng ra rất quen thuộc rồi này. Theo dõi sức khỏe 24/7 bao gồm là nhịp tim, rồi giấc ngủ, rồi căng thẳng, rồi là nồng độ oxy trong máu, là cái điều này các bạn cũng đã rất là quen thuộc rồi. Và nó sẽ có tới là 150 chế độ liên tập. Đối với lại Mi Band 7 chỉ là 110 thôi, thì cũng là một cái điểm nâng cấp đáng kể so với lại thế hệ trước. Và có một cái tính năng khá là cao cấp chính là tự động phát hiện luyện tập, cũng là một điểm mình đánh giá rất cao. Đây là một cái tính năng cao cấp các bạn nhé. Mình đã dùng những cái đồng hồ nó đắt tiền, dao động từ 5 đến 10 triệu ấy, thì mình thấy là mới có cái tính năng này thôi. Chứ còn bình thường thì hình như là trong cái tầm giá rẻ này vẫn có, nhưng mà mình thấy là cái độ nhạy, cái độ phát hiện ấy, nó sẽ không có ok bằng so với lại con Mi Band 8 này. Những cái máy mà những cái đồng hồ đắt tiền thì nó nhạy, nó ok, nó nhận diện rất là chính xác thì không nói. Nhưng mà đối với lại như Mi Band 8 ấy, thì nếu mà so với lại những đối thủ khác thì con này nó có được cái khả năng nhận diện nó chính xác hơn. Nhiều con khác thì cũng bảo là có, nhưng mà lúc mà luyện tập thì chả thấy nhảy, chả thấy chạy ở đâu cả. Và có một điểm cần phải lưu ý, đó chính là sạc của cái con Mi Band 8 này không thể sạc cho Mi Band 7, Mi Band 6, Mi Band 5. Tổng kết lại thì mình thấy rằng là Mi Band 8 nó là một cái thiết bị mà được nâng cấp rất đáng tiền khi mà so với lại Mi Band 7 các bạn nhé. Thiết kế là được nâng cấp hơn này, màn hình sáng hơn một tí này, có on-way display, có cái tính năng độ sáng tự động này, rồi là có tính năng tự động phát hiện khi luyện tập, cũng là một điểm mình đánh giá rất cao. Và với tất cả những cái nâng cấp đó về mặt công nghệ, rồi tần số quét màn hình 60Hz các kiểu này kia, thì pin của con này lại rất là trâu. Dùng bét tên là nhè mà 7 ngày mới sạc một lần thì các bạn biết rồi đấy là nó trâu cỡ nào. Bây giờ các bạn có thể tự tin là đi đâu đó, ví dụ như là đi du lịch chẳng hạn, đi tầm khoảng một tuần trở về, thì các bạn cứ yên tâm rằng là con này nó vẫn sẽ có thể trụ được. Muốn mà nó sử dụng lâu hơn ấy, thì các bạn chỉ cần là tắt đi những cái tính năng kiểu on-way display, rồi là theo dõi 24/7, thì lập tức là pin nó sẽ được kéo dài lên thêm khoảng 5 ngày nữa, là tức đâu đó là hơn 10 ngày. Thì nó quá là thoải mái và là một cái thiết bị nhỏ gọn và nhẹ như thế này đó con nào. Nói chung là về mặt mà vòng đeo tay thì bây giờ mình thấy là Mi Band 8 là đang là số 1 trên thị trường bây giờ, nếu mà xét ở trong cái tầm tiền. Và những bạn nào đang quan tâm về cái chiếc Xiaomi Band 8 chính hãng có sẵn tiếng Việt này thì có thể là kích vào đường link phía dưới mô tả video. Xiaomi đang có một cái mức giá rất rẻ cho một cái sản phẩm, nhìn chung là có một cái trải nghiệm rất là tốt ở trong cái tầm tiền như thế này. Vậy còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.